Ok, chào cả nhà nha. Em Nghĩa Bình Phước. Hôm nay em đi ráp cái tời cho ông anh ở Hàm Tân. Cái này cái chợ kia bằng chợ gì của anh nè Tâm? Chợ Sùng Nhơn. Em đang ở gần chợ Sùng Nhơn, Đức Linh, Bình Thuận. Nghĩa ráp cho ông anh cái tời hiệu lực. Vừa ráp xong. Cả nhà cần thể lực, tờ thể lực liên hệ ủng hộ em nha. Đó, tờ thể lực đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả. Giá cả này phải chăng. Hôm nay đi ráp lưu động, xe của em đang mượn gara của ông anh ở Hàm Tân này ráp. Mới vừa làm xong anh chưa sơn luôn. Xe Yanma 2007 nha cả nhà nha. Xài phân phối 1 cân, điều khiển 1 cân, thiết kế ở đây. Hôm nay trời mọt hơi bị chiến đấu, mọt bánh gai. Hôm nay xe của em này. Này đứa thân hai cha con này tóc tời lưu động luôn. Này có con trai theo phụ nữa. Tại nhà cần đời liên hệ địa chỉ cũng như số điện thoại của em nhé. Cơ giới lực Gia Khang. Gia Khang là tên của con em. Hai số điện thoại của em này. Đây là chủ xe anh Tâm. Vừa làm xong. Đơn giản mà chất lượng. Mùa mưa rồi nên cả nhà nên đầu tư một cái cho xe nha. Đi đỡ lầy lội. Cái này anh hay bị lầy nên anh gắn thì anh đi kéo lầy. Tời làm đơn giản nhưng mà rất là chắc chắn nha anh em. Tán hoa lóc kê hai bên luôn, lóc kê cả hai bên, sử dụng sắt rất là dày nha cả nhà, sắt dày hết, sắt thép dày, nhông dày, ống thủy lực bộ này là đi ống hai lớp, motor loại tốt, sử dụng 4 con lăng, 2 con lăng ngang, này 2 con lăng dọc. Nhà tham khảo nha. Cần tờ liên hệ nhé. Chào tạm biệt. Chào cả nhà. Chúc cả nhà mình mới thành công niềm vui. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em nhé. Chào tạm biệt. Tâm chủ xe. Chào cả nhà. Hẹn với nhà ở video tiếp theo.